Hoàn cảnh đặc biệt của người đàn ông đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường ở Nam Định, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đáng nhớ. Sáng 30 tháng 6, các phóng viên tìm về phường Văn Miếu, thành phố Nam Định để có thêm thông tin về sự việc. Hiện cả con phố đều xôn xao, bàn tán nhau về hành động dũng cảm của anh Lương Văn Hà. Cụ thể, sáng ngày 29 tháng 6, tại ngôi nhà trên phố Trần Quang Khải, một bé gái 4 tuổi bất ngờ trèo ra ngoài lan can và bị treo lơ lửng ít phút mà gia đình không hay biết. Ngay tại lúc đó đã có một người đàn ông đi xe đạp ngang qua chú ý và phát hiện hoàn cảnh nguy hiểm của bé gái. Ngay lập tức anh Hà vội vàng để xe đạp lại giữa đường, lao vào để cứu cho bé. Được biết trước đây anh Hà là thợ xây nhưng sau khi bị tai nạn về xương khớp và mất khả năng lao động, hiện nay anh đang phải ở nhà. Ngay lúc đó bé gái rơi xuống, người đàn ông đã kịp thời đỡ được cháu bé. Bé gái nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu và may mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Ngồi trong căn nhà sập xệ thuộc khu tập thể của phường, anh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Sáng hôm qua tôi đi làm bê tông về qua đường Trần Quang Khải thì phát hiện một cháu bé đang đu bám ở lan can tầng 2 một ngôi nhà. Theo bản năng, tôi vội vàng xuống xe, tri hô hàng xóm ra cứu giúp, anh Hà kể. Trong khoảnh khắc được tính bằng giây, anh Hà vừa tri hô mọi người, vừa chạy đến phía dưới nơi cháu bé đang đu bám để phòng trường hợp xấu nhất. Tôi không nghĩ được nhiều, trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn làm sao để cứu được cháu bé, vì giây phút đó tôi coi cháu như con ruột của mình, anh Hà nói. Lúc cháu bé rơi, tôi đã chuẩn bị tinh thần ôm lấy hông cháu bé. Thật may là ôm được rồi, do cháu nặng cân nên khi ôm được, chân tôi đã khuỵu xuống đường. Lúc ôm cháu, tôi cảm nhận được cháu rất sợ, người toát hết mồ hôi ra, anh Hà nhớ lại. Sau khi kiểm tra qua về sức khỏe của cháu bé, anh Hà vội vàng đưa cháu cho người dân khu vực đó rồi ra về. Chia sẻ về hành động này, anh Hà cho hay. Nhiều người xin số điện thoại của tôi để cảm ơn nhưng tôi không cho. Lúc đó tôi kiểm tra thấy cháu không sao rồi nên yên tâm ra về. Sáng nay gia đình bố cháu bé cũng đều cháu đến nhà tôi để cảm ơn. Đây là việc tôi phải làm, xuất phát từ tâm mình nên việc đó tôi không quan trọng lắm. Nếu cháu bé muốn nhận tôi là bố nuôi, tôi rất sẵn lòng, anh Hà nói thêm. Tuy hoàn cảnh khó khăn là thế, ấy vậy khi được hỏi để gia đình cháu bé có thể cảm tạ, nhưng anh Hà đã từ chối vì theo anh thì bản thân thấy cháu gặp nguy hiểm thì giúp chứ không cần cảm ơn. Nguyên nhân khiến cháu bé gặp nạn là do mẹ đi chợ, bố đi làm, bé ở nhà ngủ một mình, ngủ dậy không thấy ai nên cháu ra ngoài ban công và bị ngã xuống. Sự việc xảy ra được 30 phút, mẹ cháu về nên mới biết. Khoảnh khắc anh Hà vứt xe đạp bên đường chạy tới đỡ bé gái treo lơ lửng trên tầng 2 đang được chia sẻ lại rất nhiều trên các diễn đàn. Bên cạnh những lời cảm ơn với hành động của người đàn ông, dư luận không ngừng cảnh báo nhắc nhở các gia đình có con nhỏ, cẩn trọng hơn nữa trong việc trông chừng trẻ, không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc nào khác. Bạn nghĩ sao về hành động dũng cảm cũng như lời tâm sự của người hùng? Comment cho chúng tôi biết nhé! Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật tin tức xã hội mới nhất.